mới gặp nói chuyện kiểu này. Tôi xin lỗi cô trước. Nhưng tôi nói thẳng cho đỡ mất lòng. Cô biết Dư em tôi sắp có con không? Cô biết hết rồi. Cô biết rồi mà vẫn đòi lấy nó. Rồi ba mẹ cô chấp nhận không? Ủa ba mẹ cô không dạy cô cư xử sao cho đúng hả? Anh hai! Mày yên đó. Thằng Dư nhà tôi sắp có con với người ta, nên bàn chuyện cưới xin luôn rồi. Chuyện cô với nó tôi nói thẳng là không được. Thằng Dư nó lỡ dạy thì thôi đi. Còn cô là phụ nữ tại sao hành xử lạ lùng vậy? Anh hai! Tôi xin lỗi. Chúc! Anh hai! Anh thật quá đáng! Dư! Trúc! Ủa chị? Chị sao không chị? Trúc! Sao Trúc? Anh Dư em con mà. Trúc! Trời đất ơi Trinh ơi! Trúc sao không Trinh? Anh hai ơi! Trời gì vậy? Là cô ta cố tình đẩy em đó. Cô làm cái gì vậy hả? Cái này là mạng người đó, cô biết không? Anh hai! Anh nói cái gì vậy? Còn Binh nữa! Gọi điện thoại cấp cứu nhanh lên! Anh hai ơi, em đau quá! Trúc! Con của em! Trúc! Dư! Sao rồi Trinh? Trinh mà. Trinh! 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 Gọi cấp cứu nhanh lên! Con dâu tôi sao rồi bác sĩ? Hiện huyết áp độ ổn định. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Rồi một chút xíu nữa người nhà có thể làm thủ tục xuất viện nha. Cảm ơn bác sĩ. Từ từ rồi em dụ cho nó. Nghe mình. Tại mình xài nhanh quá à. Giờ sinh nữa nó nghi đó. Từ từ. Bà đợi mò tôi sanh cỏ rồi bà mới đưa tiền về đúng không? Mình à, cho em xin lỗi đi mà. Hay ngày mai đó em à, em đi gặp tụi nó rồi đem tiền về cho mình. Nghe mình. Bà kêu thằng con đồ của bà đưa tiền về liền, về liền. Nó mới đưa hôm bữa rồi, giờ xin nữa kỳ lắm đó mình ơi. Bà đó, bà là mẹ của nó. Bà dạy nó cái kiểu gì mà bà cần tiền nó không đưa là sao? Em có nuôi nó ngày nào đâu mà giờ xin hoài với mình. Giờ nó có nghe lời em không? Lần đầu gặp nó em cứ tưởng là còn sớm nữa đó. Chẳng có nét nào giống mấy đứa kia hết. Thì làm sao mà giống? Giống cái chỗ nào? Hả? Nó có cùng cha với mấy đứa kia đâu mà giống. Nó là thằng con quan. Nó là cái cục dư thừa của ba. Được rồi. Em biết rồi. Thôi, mình bớt giận nha. Đi bà cái gì? Bớt giận với mình. Ê, mua bồi cho tôi đi trời ơi trời. Uống bia mà uống với đậu bọng không mình chết cái bao tử ơi trời ơi. Đi mua mồi đây. Được rồi, em biết rồi, em đi mua mồi cho mình. Thôi mà bớt giận nha mình. Em đi liền. Ôi trời. Nè, con tới đây lâu chưa? Gì nãy giờ không nói còn đúng không? Con
Là một thằng con hoang hả? Con... con đã hết rồi hả? Trời ơi, ổng nhậu nhẹt say xỉn rồi, nói bậy nói bạ thôi mà. Kệ ổng đi con. Con đúng không? Đừng có la hét như vậy chứ. Bố của tôi là ai? Chuyện này đâu còn gì quan trọng nữa đâu con. Bà nói cái gì? Con đã lớn rồi, phải con nít 1-2 tuổi đâu mà đổi bố chứ. Thôi, coi như là con chưa nghe chuyện gì hết nha. Ngoan, nghe lời mẹ. Về nhà nghỉ ngơi đi con. Ngoan nghe. Bà tránh xa tôi ra. Nè. Dương! 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 Sao mặt mày ủ ê thế? Ăn đi. Con đau ở đâu à? Hay là ốm đấy? Đau trong lòng. Cũng khi con ở nhà ăn no mặc ấm. Còn cả nhà trong đó không biết cơm có mà ăn không, quần áo có để mà mặc không. Tội nghiệp cả nhà. Cái thằng dở hơi này. Mọi khi ở nhà có cái gì ăn cũng phải giấu giếm giếm cái thằng đó. Bây giờ nhá, chỉ có một mình ăn uống thỏa thuê thì lại dở trứng ra. Mẹ đừng có nói nữa, mẹ chưa thấy, mẹ thấy con đau khổ chưa đủ hay sao? Mẹ cũng nói vậy nữa, bộ mẹ không thương nhà hả? Đi vào nhà ngay, vào trong nhà ăn cơm, nhanh! Ngồi ở trước quán người ta mặt mày ủ rột như thế này, rồi còn chu chéo méo giật lên thì mẹ mày còn bán hàng cho ai, hả? Vào trong nhà ăn, nhanh lên! Mà này, này, cái đùi gà trong nồi là để phần lát mang vào cho thằng Ngà đấy, cấm được ăn. Cái gì? Đùi gà cho thằng Ngà ấy? Ôi dồi ôi, đùi gà cho thằng Ngà, ôi dồi ôi. Trung ơi, Trung cầm đi, Hạnh không có nhận đâu. Hạnh đừng có ngại mà, vì đây là những sản phẩm thử nghiệm của công ty Trung. Hạnh cứ dùng thử đi, rồi cho Trung biết ý kiến thôi mà. Nhưng mà... không có nhân gì hết. Xem như Hạnh giúp Trung đi, mình là bạn bè mà. Ô Phúc, con đi học mới về hả? Chào chú Trung đi con. Chào con. Chào chú. Phúc. Con này. Xin lỗi Trung, con bé nó hổn quá. Không sao đâu. Thôi Trung về đây, hôm khác Trung sẽ ghé. Nhưng mà... thôi được rồi. Chị Hạnh ơi! Trung về nha. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.